Thì khi lựa chọn du học tại Canada, đa phần các bạn sẽ rất là tự tin với các thành tích học tập cũng như là năng lực của bản thân mình. Và phương pháp du học tại một quốc gia như là Canada để tiết kiệm chi phí thì chỉ có cái cách là sang học bổng. Thì bên cạnh những cái chương trình học bổng thông thường là dành cho sinh viên đại học và các giáo sư từ nhiều tổ chức khác nhau, thì học sinh cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp về tài chính tại đất nước của mình thông qua các tổ chức cá nhân hay chính phủ dành cho du học. Tuy nhiên, số lượng học bổng được cấp chiếm một cái tỷ lệ thấp so với số lượng hồ sơ ứng cử. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số loại học bổng mà chính phủ Canada đang cấp cho các sinh viên các bạn nhé. Canada là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới trong việc đầu tư cho hệ thống giáo dục nhằm đưa nền giáo dục phát triển toàn diện và tân tiến nhất. Trong khi vẫn duy trì được mức học phí thấp hơn hẳn so với các quốc gia nói tiếng Anh khác, thì chính phủ Canada còn ưu ái ban hành ra nhiều suất và loại học bổng tiềm năng dành cho sinh viên quốc tế, cụ thể là như sau. Thứ nhất là học bổng Canadian International Development Agency Scholarship, học bổng dành cho sinh viên muốn hoàn tất chương trình học tại Canada. Thứ hai là học bổng International Scholarship for Canadian Study, phần thưởng được cho tặng cho những nghiên cứu sinh, nghiên cứu cao học hoặc sau cao học về Canada. Học bổng thứ ba là International Development Research Center, viết tắt là IDRC Funding. Những hoạt động nghiên cứu của quỹ IDRC nhằm mục đích mang đến lợi ích cho các nước đang phát triển và công dân của những đất nước này. Học bổng tiếp theo là International Scholarship Program for Study in Canada. Chính phủ Canada trao tặng nhiều phần thưởng cho du học sinh để học tại Canada. Học bổng tiếp theo là Quebec Exemption for Different Tuition Fee. Chính quyền Quebec miễn giảm khoản đóng góp phụ trợ cho các sinh viên học giỏi. Tiếp theo nữa sẽ là học bổng Quebec Merit Fellowship Program for Foreign Students, học bổng nghiên cứu sinh và nghiên cứu phát triển chuyên biệt ngắn hạn. Học bổng tiếp theo là Visiting Fellowship in Canadian Government Laboratory, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, viết tắt là NRC, cho tặng học bổng cộng tác nghiên cứu cho những kỹ sư, nhà khoa học triển vọng. Học bổng tiếp theo là The Charter Foundation Doctoral Scholarship Program, học bổng mới được cho tặng mỗi năm cho các ứng viên tiến sĩ nổi bật trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Như nãy giờ chúng ta vừa tìm hiểu thì đó là những cái thông tin về các học bổng mà của chính phủ Canada cung cấp cho các sinh viên quốc tế. Thì tuy bên cạnh cái việc nhận được cái học bổng đó thì các bạn cũng rất là thắc mắc về cái việc mà vì sao bạn lại bị từ chối visa. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó trong cái chương trình này luôn. Thì chúng ta sẽ có 8 lý do căn bản mà các bạn bị từ chối visa. Chúng ta sẽ cùng tham khảo xem từng lý do đấy là gì nhé. Thì thứ nhất là có thể do kết quả học tập tại Việt Nam của bạn không tốt. Thứ hai là kế hoạch học tập của bạn không rõ ràng. Thứ ba có thể là do tài chính của bạn chưa đầy đủ. Thứ tư là giấy tờ chứng minh tài chính gia đình không đủ độ tin cậy. Thứ năm là không chứng minh được ý định sẽ quay lại Việt Nam sau khi học xong. Thứ sáu, nếu bạn có người thân trực hệ tại Canada mà bạn không khai thì điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ xin visa của bạn. Thứ bảy là hồ sơ của bạn không được trung thực và có bất kỳ một điều gì đó gian dối tại đây. Thứ tám là bạn không nắm rõ được quy trình thủ tục giấy tờ nộp hồ sơ và nộp hồ sơ không đầy đủ. Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết của các loại học bổng mà như tôi vừa mới chia sẻ ở trên thì các bạn vẫn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi để tìm hiểu thêm những cái học bổng chi tiết của từng trường khác nhau dành cho các sinh viên quốc tế nữa. Và mọi thủ tục hồ sơ thắc mắc về điều kiện nhập học, cách thức xin visa như thế nào, các bạn hoàn toàn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang, không có chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.